ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cáo lỗi cùng sự bất tiện bởi vì ngày hôm nay vẫn làm livestream tại San Jose và phải làm qua cái phone, và bởi vì cái iPad bị hết pin mà không mang cái đồ sạc, do đó thì có gì bất tiện xin quý vị thông cảm và bỏ qua cho. Và bây giờ thì Phong sẽ đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là giám đốc cơ quan điều tra FBI cho biết rất lo ngại về tình trạng mà có những cái trạm cảnh sát của Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ. Giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI là ông Christopher Wray cho biết là ông rất lo ngại về tình trạng mà Trung Quốc đã lắp đặt tất cả những cái trạm cảnh sát hải ngoại ở tại Hoa Kỳ. Theo tường trình của ông Christopher Wray đã nói với các nhà lập pháp vào ngày hôm thứ Năm. Theo báo cáo của tổ chức có tên gọi là Safeguard Defender, một tổ chức có trụ sở tại Âu Châu chuyên về nhân quyền, đã công bố một bản báo cáo hồi tháng 9. Trong đó thì nói rằng có hàng chục cái sở cảnh sát hải ngoại của Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ. Và bản báo cáo này đã gây ra sự chấn động của nhiều quốc gia khi mà biết được cái tin mà Trung Quốc có những cái trạm cảnh sát mật vụ làm việc ở nhiều quốc gia. Tôi rất lấy làm lo ngại về tình trạng mà chúng ta đã có những cái bằng chứng về một số những cái trạm cảnh sát tại đây. Ông Gray đã nói với lại Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của Thượng viện và Ủy ban đặc trách về chính phủ đã cho biết như trên. Và ông nói rằng FBI đang điều tra từ hồi tháng 6 về bản báo cáo này. Bản mới tin mới nhất cho biết thì tuy nhiên với tôi thì rõ ràng Trung Quốc đang có một cái thành lập những cái điều này, đặc biệt là tại New York, nơi mà đang có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa cơ quan điều tra liên bang và các giới công lực địa phương. Và điều này rõ ràng đã xâm phạm vào chủ quyền quốc gia và kể cả việc can thiệp vào cái tiêu chuẩn về nền tư pháp của quốc gia chúng ta. Ông Gray đã được đặt câu hỏi bởi thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida sau khi mà ông Scott hỏi về việc mà là sở cảnh sát của Trung Quốc đã có thiết lập ở một số quốc gia tại Âu Châu, Canada, Úc và kể cả Hoa Kỳ. Ngay sau đó thì các dân biểu khác tại Hạ viện cũng cho biết rằng là họ rất lo ngại về tình trạng này và đặt câu hỏi với lại phía của ông Gray. Trung Quốc được xem là một trong những cái quốc gia đang có cái sự lên án gay gắt của một số quốc gia tại Âu Châu sau khi mà họ phát hiện những trạm cảnh sát này, đặc biệt tại Canada và tại khu vực của Anh. Bên cạnh đó thì phía đại sứ của Trung Quốc ở tại Washington DC đã không lên tiếng để phát biểu về bất cứ một điều gì, mặc dù rằng họ nghi ngờ trạm cảnh sát tại New York là một trạm cảnh sát thường xuyên có liên lạc với tòa đại sứ cộng sản ở tại New York. Đó là bản tin thứ nhất liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Cộng Hòa và nữ dân biểu Bob Burr đã dẫn đầu 551 phiếu và có khả năng sẽ tái đếm phiếu lại. Bản tin mới nhất từ ở phía tiểu bang Colorado cho biết là nữ dân biểu Lauren Bobber của Đảng Cộng Hòa ở tại Colorado đang chờ đợi kết quả trong cuộc tranh cử với lại đối thủ của cô có tên gọi là Adam Frisch trong cái đơn vị 3 của phía của quốc hội, và trong đó thì vẫn chưa biết được là sẽ kết quả như thế nào. Tuy nhiên thì có thể sẽ dẫn tới tình trạng đếm phiếu trở lại. Bà Bobert đã được endorse bởi cựu tổng thống Donald Trump và là một trong những nhân vật mà Đảng Dân Chủ đang tìm cách lật đổ ở trong sàn của Hạ viện, và bà chỉ dẫn trước ông Fritz là khoảng 551 phiếu sau khi có cuộc đếm phiếu vào tối ngày thứ Năm, và hiện nay vẫn còn rất nhiều những phiếu chưa được kiểm tra. Bà Bobert chỉ dẫn trước có 0.16% trong cái kết quả mới nhất, và tổng số phiếu của bà có là 163.733 phiếu so với lại ông Fish là 163.182 phiếu, và gần như là con số rất là sát so với cuộc bầu cử trước đây. Và hiện nay vẫn còn khoảng 200 phiếu vẫn chưa đếm cho tới cái thời hạn chót trước ngày thứ Sáu, trước khi mà họ công bố một cái bản gọi là kết quả chung cuộc. Và hiện nay thì phía đài truyền hình Newsmax trên TV cho biết là họ vẫn project cho bà Bobber là cái người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay thì liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay thì dân biểu Westman cho biết là vấn đề khí hậu toàn cầu sẽ không phải là mối lo ngại của các ủy ban trong Hạ viện trong kỳ này.
Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của Ủy ban đặc trách về thiên nhiên ở tại Hạ viện cho biết là sẽ tranh đấu chống lại cái gọi là nghị trình khí hậu toàn cầu, và nó sẽ không phải là cái mối quan tâm tập trung hàng đầu của ủy ban này. Dân biểu Chris Westerman của Đảng Cộng hòa tại Arkansas cho biết trong một cuộc họp báo, và trong đó thì các thông tấn viên đã đặt câu hỏi về tình trạng ủy ban này sẽ tiếp tục quảng bá cho cái năng lượng sạch cũng như là môi trường sạch để mà giảm đi tình trạng khí carbon được xem là ưu tiên hàng đầu trong cái nghị trình trước đây của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên thì ông nói rằng vẫn là chăm lo cho cái vấn đề gọi là khí hậu toàn cầu, tuy nhiên nó không phải là cái nghị trình hàng đầu mà ủy ban này ở tại Hạ viện sẽ duyệt xét và sẽ đưa ra. Ông nói rằng sẽ có một cái bản đồng thuận chung làm việc với lại phía Đảng Dân chủ, nhờ được xem là đang chiếm phần thiểu số tại Hạ viện, và kể cả lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, ông Westerman được xem là một trong những người dân biểu đã thắng cử và đánh bại dân biểu có tên là Chris Chaffa của Đảng Dân chủ tại Arizona, và trong đó thì ông cho biết rằng là ông đã trở thành chủ tịch của ủy ban này và sẽ giám sát về tình trạng của môi trường, tuy nhiên sẽ không ưu tiên cho tình trạng gọi là siết chặt các luật môi trường. Ông cho biết là việc này cần phải có một cái cơ hội làm việc với cả lưỡng đảng và hy vọng rằng sẽ làm việc chung với một số thành viên của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên ông lên tiếng khẳng định rằng việc mà thúc đẩy cái nghị trình về khí hậu toàn cầu có thể sẽ không nằm trong cái nghị trình hàng đầu của ủy ban mà ông phụ trách, mà theo đó thì cái ủy ban mà ông phụ trách sẽ có thể chọn một cái hướng khác tốt hơn. Đó là một trong những cái lời tuyên bố của một dân biểu của Đảng Cộng hòa hiện nay đang trở thành chủ tịch của ủy ban kiểm soát về thiên nhiên và môi trường. Cùng một lượt thì tòa Bạch Ốc đã yêu cầu là Quốc hội cung cấp thêm 500 triệu Mỹ Kim để mà cải thiện và gần như là để tăng cường trong cái quỹ dự trữ dầu liên bang. Bản tin mới nhất cho biết sau 9 tháng, ông Joe Biden đã cho rút cái quỹ dự trữ về dầu khí của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua, và đã khiến cho cái quỹ này đã đạt tới mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Và hiện nay thì phía Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu cung cấp thêm 500 triệu Mỹ Kim từ Tòa Bạch Ốc để cải thiện cái gọi là quỹ dự trữ dầu liên bang theo tường trình của tờ Washington Examiner đã tường trình. Và yêu cầu này có thể sẽ giúp cho cái bộ năng lượng của Hoa Kỳ và có thể quản trị và dẫn tới một cái tình trạng gọi là fill up, tức là sẽ đông đầy lại cái quỹ dự trữ các cái dầu khí liên bang của Hoa Kỳ, đặc biệt là quỹ dự trữ chiến lược này, trong đó thì trước đây là 700 triệu thùng dầu thô. Tuy nhiên thì ông Joe Biden đã cho khui các cái quỹ dự trữ dầu khí liên bang ra, và điều này đã dẫn tới tình trạng mà cái quỹ dự trữ này chỉ còn dưới 400 triệu thùng dầu thô, được xem là mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Và trong đó thì người đứng đầu của cái cơ quan đặc trách về môi trường là Charisma Toano, vốn là phát ngôn viên của cái bộ DOE, tức là Department of Environment, tức là bộ môi trường, cho biết là số ngân quỹ này sẽ được sử dụng để mà có thể sửa chữa những cái hạ tầng cơ sở và tiếp tục giữ cái nguồn quỹ và gia tăng cái nguồn dầu thô đã dự trữ. Và bà này cho biết là số tiền này rất cần thiết giữa lúc mà Nga đang có cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên thì có lẽ sẽ có một cái cuộc gọi là đối đầu gay gắt giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, đặc biệt là các tiểu bang ở Texas và Louisiana, cho biết rằng là họ cần phải có một cái quyết định rõ ràng trong cái việc mà Bộ Năng lượng và Môi trường cần phải cung cấp cụ thể tất cả những chi phí nằm trong con số 500 triệu Mỹ Kim này. Chính quyền của Joe Biden đã khui ra cái quỹ dự trữ này kể từ đầu năm cho tới bây giờ, và gần như là gần 300 triệu thùng dầu thô đã được tung ra để làm giảm đi tình trạng cả giá xăng tăng cao trong thời gian qua. Và điều này dẫn tới tình trạng Hoa Kỳ đang đối diện với sự nguy hiểm về tình trạng gọi là an toàn năng lượng. Một trong những cựu viên chức cao cấp của cái cơ quan đặc trách về Thượng viện là Tristan Abe cho biết rằng là phía của Đảng Dân chủ cần phải nói rõ về cái chính sách môi trường của họ trước khi mà muốn nhận được tất cả những cái ngân quỹ cần thiết của phía Quốc hội duyệt xét. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Dân chủ đang chuẩn bị cho việc mà Đảng Cộng hòa sẽ mở cuộc điều tra tại Hạ viện sau khi mà Đảng Cộng hòa chiếm lại đa số ở tại Hạ viện. Ông Joe Biden sẽ không có được bảo vệ bởi các cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc sau khi mà đã điều tra, Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ điều tra về tình trạng con trai của ông ta và chính quyền của ông ta có sự liên hệ gì hay không, khi mà ông ta đang có những cái hành động mà người ta cho rằng phía Tòa Bạch Ốc đã bao che cho những hành động trước đây của ông Hunter Biden theo tường trình của đài CNN. Một trong những viên chức hàng đầu của Tòa Bạch Ốc ở tại
tụ tập ở tại cái khu vực gọi là Roosevelt Room, tức là một căn phòng Roosevelt, trong đó gần 4 tháng và chuẩn bị tất cả những cần thiết trong những kịch bản mà họ cho là tệ nhất. Trong đó là sẽ yêu cầu cung cấp tất cả những chứng từ về các cuộc nói chuyện giữa tòa Bạch Ốc và con trai của ông Joe Biden, tức là ông Hunter Biden, đặc biệt là sẽ được chuyển ra, được tống trác bởi cái ủy ban đặc trách về giám sát chính phủ, và người chủ tịch của tiểu bỉ ban này là James Conner đã cam kết rằng sẽ đưa ra tất cả ánh sáng về cái minh bạch của chính quyền Joe Biden. Trong cái cuộc họp lần thứ 118 của Quốc hội thì ủy ban chúng tôi sẽ nâng giá trị và chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát về cái tình trạng của quan hệ của ông Joe Biden và gia đình của ông ta, đặc biệt là những cái đối tác ngoại quốc của gia đình của ông ta khi mà ông ta còn là tổng thống, và trước đây ông ta từng là phó tổng thống của Hoa Kỳ, và những mối quan hệ của ông. Đó là bản tin lời phát biểu của dân biểu Kennedy đã lên tiếng cho biết như trên, và tôi muốn biết rằng tất cả rõ ràng là phải có một cuộc điều tra về Joe Biden và tất cả những gì mà ông ta đã cam kết trong cái cuộc phiên họp của Quốc hội kỳ tới. Điều này đã diễn ra sau khi mà Bộ trưởng An ninh Nội địa là Alejandro Mayorkas đã bắt đầu xác nhận các cái mục tiêu chung nhắm vào các thành viên đảng Cộng hòa trong thời gian mà ông ta được xem là có những hành động gây đầy tranh cãi, bao gồm luôn việc mà ông ta không giải quyết được cái tình trạng cơn khủng hoảng tại biên giới. Cả chủ tịch khối thiểu số tại Hạ viện trước đây là ông Kevin McCarthy và dân biểu Jim Jordan của Ohio đã báo cáo về tình trạng này và nói rằng có thể sẽ dẫn tới một cuộc đàn hạch khi mà đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số. Và nay thì ông Kevin McCarthy đã trở thành chủ tịch của Hạ viện, và tình trạng này họ cần phải rõ ràng và minh bạch với người dân, và chúng tôi đã theo đuổi vụ này trong mấy năm qua. Đó là lời phát biểu của dân biểu Jim Jordan đã đưa ra. Và trong đó thì Tòa Bạch Ốc tuyên bố là họ sẽ làm việc với lại luật sư của Tòa Bạch Ốc là Richard Schaffer, cùng với lại cái ủy ban đặc trách về gọi là đối thoại của dân chủ là Ian San, để đưa ra một cái chiến lược cần thiết khi mà bắt đầu đảng Cộng hòa tống trác và yêu cầu cung cấp tất cả những cái chứng từ và những cái đối thoại cần thiết giữa Tòa Bạch Ốc và phía của ông Hunter Biden. Và cuộc điều tra này sẽ nhắm vào mối quan hệ của con trai ông Hunter Biden ở bên ngoài nước Mỹ. Đây được xem là một trong những cái gọi là cái đầu tiên mà đảng Hòa đang sử dụng để mà bắt đầu giám sát lại tất cả những cái công việc của gia đình của ông Joe Biden kể từ khi ông ta lên làm tổng thống, và được sự che đậy của phía Tòa Bạch Ốc cũng như một số viên chức trong chính quyền của liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đảng Cộng hòa bắt đầu muốn điều tra về việc có những cái đầu tư lớn trong một cái chương trình nghị trình gọi là Woke Agenda. Woke Agenda tôi có thể gọi là một cái nghị trình gọi là bừng tỉnh, hay là một cái nghị trình gọi là thức tỉnh, mà trong đó đảng Dân Chủ đã sử dụng cái nghị trình này trong mấy năm nay để mà có thể tẩy chay tất cả những cái gì mà đi ngược lại với những nghị trình của đảng Dân Chủ. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đang tìm cách điều tra về một số những cái công ty lớn của Hoa Kỳ đã thực hiện một cái chương trình gọi là Woke Agenda, tức là một cái chương trình bừng tỉnh đối với lại việc mà đầu tư vào cái môi trường xanh. Một số thành viên của Đảng Cộng hòa đã muốn mời tất cả các cái lãnh đạo của những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ ra điều trần trước ủy ban của Hạ viện. Trong đó thì họ nói rằng là phía của thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cũng sẽ yêu cầu các cơ quan này cung cấp tất cả những chứng từ và kể cả những cái khuyến cáo của họ đối với khách hàng của họ, và kể cả vấn đề gọi là họ thúc đẩy một cái nghị trình gọi là Environment and Society Initiative, tức là một cái sáng kiến về an sinh xã hội và môi trường, mà trong đó gần như là họ đã lobby rất nhiều với đảng Dân Chủ để mà thực hiện nghị trình này, và trong đó bao gồm luôn việc cấu kết giữa các tổng giám đốc của các ngân hàng khi mà họ không có cung cấp cái nguồn cho vay đối với những công ty nào mà họ cho rằng là đi ngược lại với cái chủ trương gọi là SEI, tức là Social Environment Initiative. Đây là một cái sáng kiến do phía nhóm cực tả của đảng Dân Chủ đưa ra, vận động tất cả các ngân hàng, các công ty tài chính là không tài trợ cho vay đối với lại những cái ai và những cái công ty nào mà cá nhân những công ty đó là những người mà chống lại cái nghị trình về an sinh xã hội hay là công bằng xã hội của đảng Dân Chủ cũng như là vấn đề môi trường. Tôi nghĩ rằng các thành viên trong ủy ban của chúng tôi sẽ gửi một thông điệp rất rõ ràng, và chúng ta sẽ tìm hiểu lại tất cả những cái nghị trình cực tả hiện nay
Đảng Cộng Hòa đang tranh đấu để mà giành lại một cái sự minh bạch cho chính phủ. Đó là lời phát biểu của dân biểu có tên là Patrick McHenry của Đảng Cộng Hòa tại North Carolina đã cho biết như trên, và ông được xem là nằm trong cái ủy ban tài chính của Hạ viện, và các cái ngân hàng được xem là đã đầu tư vào một số những cái lĩnh vực mà họ cho rằng là năng lượng sạch, và gần như cản trở tất cả những công ty nào mà có liên quan tới vấn đề gây ô nhiễm đều bị ngăn cản và không thể vay được nợ của ngân hàng, hoặc là sẽ bị làm khó bởi các ngân hàng. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch mới nhất của Đảng Cộng Hòa đưa ra nhằm ngăn chặn các cái nghị trình cực tả của Đảng Dân Chủ. Trong đó, họ đã sử dụng cái work agenda để áp lực tất cả những công ty lớn về tài chính, và kể cả một số công ty bảo hiểm không bán bảo hiểm cho những công ty nào mà họ cho rằng là đi ngược lại với cái chính sách về work agenda, tức là gồm có an sinh xã hội, công bằng xã hội và cái gọi là môi trường của họ. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Đảng Cộng Hòa ngay sau khi mà họ giành lại được cái sàn thượng viện, sàn hạ viện của Hoa Kỳ, và trong đó họ sẽ đưa ra một số những quy tắc mới để có thể ngăn chặn tất cả những nghị trình này. Dân biểu có tên là Andy Barr của Đảng Cộng Hòa tại Kentucky cùng với là một số những người ở tiểu ủy ban đã lên tiếng chỉ trích về việc mà các cái công ty ở trên Hoa Kỳ, bao gồm công ty BlackRock, State Street và công ty Vanguard, cũng như là Invesco và công ty Fidelity, đều là những cái công ty vi liên quan tới tài chính, và gần như là họ đã từ chối rất nhiều những món cho vay từ khách hàng của họ nếu như khách hàng của họ mà không ủng hộ cho các cái nghị trình được xem là work agenda. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay thì giám đốc của cơ quan điều tra FBI đã lên tiếng và chối bỏ, nói rằng không chắc chắn là Facebook đã bắt đầu cung cấp một số thông tin của người sử dụng cho cơ quan FBI. Giám đốc điều hành cơ quan FBI là ông Christopher Wray trong ngày thứ năm nói rằng là ông ta không thể chắc chắn là khi mà Facebook đã gửi một số những cái thông tin của người sử dụng cho các nhân viên đặc biệt dưới quyền của ông ta để tìm hiểu và điều tra. Lời phát biểu của ông Wray đưa ra để đáp trả lại câu hỏi của một thượng nghị sĩ có tên là Rand Paul ở Kentucky. Trong đó thì phía Đảng Cộng Hòa nói rằng là cái ủy ban đặc trách về tư pháp của Hạ viện đã công bố một bản báo cáo trước đó hồi tháng 11, nói ra của một whistleblower, tức là một người mà giấu tên ở trong FBI, cáo buộc rằng công ty FBI đã đặc biệt có quan hệ rất là thân với lại bên Facebook, và trong đó họ đã cung cấp rất nhiều những cái thông tin cá nhân của người sử dụng cho phía của FBI và do Facebook cung cấp. Và tiến trình này đã diễn ra trong mấy năm qua. Biết chuyện này diễn ra giữa lúc mà có một cái chương trình gọi là Like a Codename Operation Bronze Griffin. Trong đó thì cái bản báo cáo cho biết là đã cáo buộc rằng là có rất nhiều những cái nguồn tin cho rằng Facebook đã cung cấp đầy đủ tất cả thông tin của những người nào mà có quan điểm bảo thủ ở trên mạng xã hội sẽ được FBI chiếu cố sau khi có những thông tin này. Và đây rõ ràng là một trong những cái hành động bị xem là chính trị hóa bởi cơ quan FBI, bởi vì cơ quan FBI gần như là sử dụng tất cả những cái quyền lực của họ để nhắm điều tra vào những người mà có cái khuynh hướng bảo thủ ở trên mạng xã hội. Trong ngày thứ năm thì ông Paul đã hỏi ông Wray về tình trạng Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện đã lắng nghe về các cái báo cáo về cuộc cáo buộc này. Trong đó, Facebook và một số công ty truyền thông xã hội đã cung cấp các cái dữ liệu cá nhân và thông điệp cá nhân của họ cho phía của chính quyền. Và trong đó thì ông Christopher Wray đã trả lời rằng ông không chắc chắn rằng cơ quan FBI có nhận được những cái thông tin này từ phía của công ty Facebook hay không. Đây được xem là cuộc điều tra mở màn của các cái ủy ban của Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ viện sau khi họ kiểm soát lại quyền đa số, và bây giờ cho mở cuộc điều tra toàn diện các cơ quan nằm trong chính quyền liên bang mà họ tin rằng đã có cái thái độ gọi là chính trị hóa các cơ quan này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Twitter đã tạm thời đóng cửa cái văn phòng của họ sau khi mà có những cái cuộc sa thải lớn. Bản tin mới nhất cho biết công ty Twitter vào ngày thứ năm loan báo rằng họ sẽ tạm thời đóng cửa các cái văn phòng của họ và ảnh hưởng ngay lập tức, khiến cho rất nhiều nhân viên đã không thể tới làm việc được. Trong cái thông điệp gửi ra cho các nhân viên và được công bố bởi đài truyền hình BBC thì Twitter nói rằng họ ở văn phòng của họ ở tại San Francisco được báo cáo ngày 21 tháng 11 sẽ không có cung cấp tất cả những cái dịch vụ làm việc ở trong đây, và cũng không cho biết lý do đằng xa tại sao lại có việc đóng cửa một cách ngay lập tức và không có lý do.
Hello, nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa cái văn phòng của chúng tôi ở tại tại đây và tất cả đều bị ngưng lại. Đó là cái thông điệp được gửi ra bởi công ty Facebook, công ty Twitter. Và cảm ơn sự quyển chuyển của quý vị, vui lòng tiếp tục đáp ứng tất cả những cái chính sách của công ty để thảo luận về tất cả những cái thảo luận được xem là bảo mật, và công ty không muốn rằng bất kỳ một cái cuộc thảo luận nào được tiết lộ ở bên ngoài. Và chúng tôi đang làm việc với tất cả mọi người để hướng tới một cái tương lai cho công ty Twitter. Đây được xem là một thông báo mới nhất của công ty Twitter đưa ra ngay sau khi mà có sự hỗn loạn ở trong công ty này, tiếp theo việc mà ông Elon Musk đã thu mua lại công ty này. Sau khi sa thải hơn phân nửa số nhân viên ở trong Twitter, thì các cựu nhân viên và các cựu lãnh đạo công ty Twitter đã bắt đầu có những cái chiến dịch đánh phá lại ông Elon Musk bằng cách là họ đã ghi danh một số những cái chương mục giả ở trên các cái mạng xã hội của Twitter với cái giá 8 Mỹ Kim một tháng theo cái Blue Check, và tạo ra rất nhiều những cái chương mục giả và gây một cái cơn hỗn loạn cho công ty Twitter. Tuy nhiên, ông Elon Musk đã cứng rắn và tiếp tục đóng lại cái trang Blue Check cho tới khi nó được hoàn thiện. Và hiện nay gần như là có một cái cuộc đối đầu gay gắt giữa công ty Twitter, một số nhân viên trong công ty Twitter và ông Elon Musk, và hầu hết những nhân viên này đang tạo một cái áp lực cho Elon Musk và buộc Elon Musk phải tuân thủ lại tất cả những quy tắc cũ mà công ty Twitter đã đặt ra bởi lực lượng cánh tả ở tại San Francisco, tức là nơi tổng đàn của công ty Twitter. Tuy nhiên thì Elon Musk cho biết ông ta sẽ có một cuộc thay đổi lớn để cải tổ công ty mạng xã hội này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Cộng Hòa đã thông qua một cái thay đổi quy tắc ngay sau khi mà họ chiếm quyền đa số tại Hạ viện. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đã thông qua một cái vòng đầu tiên sau khi mà họ bắt đầu có sự thay đổi vào ngày 17 tháng 11. Cái cuộc họp báo đã diễn ra vào khoảng 12 cho tới 24 cái bản kế hoạch, trong đó sẽ thay đổi tất cả những cái quy tắc làm việc ở trong Hạ viện. Và trong đó thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ kiểm soát Hạ viện từ đây cho bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023, và trong đó họ sẽ thay đổi rất nhiều những cái quy tắc để mà có thể giúp cho Hạ viện có thể làm việc tốt hơn. Và thay vì tránh né cho cái lý do đại dịch, một số các cái bản kế hoạch này là sẽ làm suy yếu cái quyền lực của người chủ tịch Hạ viện, và rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ làm việc với lại ông Kevin McCarthy, hiện nay là chủ tịch của Hạ viện. Trong đó thì họ sẽ giới hạn một số quyền hạn của chủ tịch Hạ viện nhằm có thể tránh tình trạng lạm quyền mà họ nói rằng đã từng xảy ra dưới thời của bà Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện, và bà này đã lạm dụng rất nhiều cái quyền chủ tịch Hạ viện để ban hành một số những quy tắc gắt gao cho các thành viên trong Quốc hội. Trong đó thì đặc biệt là vì sau khi mà chiếm lại quyền đa số thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu bỏ phiếu cho việc mà chọn ra người đứng đầu của Hạ viện, cũng như là sau đó họ sẽ bắt đầu chọn ra các cái chủ tịch của các ủy ban. Hiện nay thì gần như là một số những dân biểu đã được đề cử vào trong các cái ủy ban, hiện nay có thể giữ chức chủ tịch của các ủy ban. Đồng thời cũng cho biết là họ sẽ có một số những cái bản đồng thuận liên quan tới quyền lực của các cái tiểu ủy ban, và ủy ban sẽ được tăng cường để giám sát tất cả sự minh bạch của chính phủ và các cơ quan trong chính quyền liên bang. Đồng thời cũng sẽ đặt ra một cái rào cản và một cái quy tắc, một số quy tắc dành cho cái quyết định của chủ tịch Hạ viện nhằm giới hạn cái quyền, cái gọi là lạm dụng quyền lực của chủ tịch Hạ viện. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện cho biết là họ, mặc dù họ đồng ý cho ông Kevin McCarthy vẫn tiếp tục trở thành chủ tịch của Hạ viện, tuy nhiên ông phải đối diện với một số những cái đòi hỏi khá mạnh của phía được xem là bảo thủ ở trong đây, và phải đáp ứng được cái việc mà phải mở lại tất cả những hồ sơ mà các thành viên bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đã đòi hỏi trong mấy năm qua và đã bị cản trở và cũng như là bị vote no bởi phía của Đảng Dân Chủ. Và nay họ áp lực ông Kevin McCarthy là phải mở lại tất cả các hồ sơ này mà họ cho rằng thiếu sự minh bạch của Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Và bây giờ bước qua phần tin Việt Nam. Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam tuyên bố là sẽ truy tìm tất cả những tội phạm phạm tội bỏ trốn, bất kể rằng là họ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Nguyễn Phú Trọng khẳng định những người nào mà bỏ trốn ra nước ngoài khi mà bị truy tố tại Việt Nam cũng sẽ bị trừng trị bởi pháp luật. Việc này được đưa ra sau khi có tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
là công ty AIS, là một trong những công ty đã có những cái hành động hối lộ, thì bà này đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Ông ta nhấn mạnh trong việc mà chống tham nhũng và chống tiêu cực ở tại Việt Nam, và cho rằng là dù có bỏ trốn ra nước ngoài thì cũng phải sẽ bị lôi về trừng trị theo luật pháp của Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được diễn ra đối với cái công vụ án trước đây của ông Xuân Thanh, tức là nhân vật được xem là đã bỏ trốn qua Đức và đã bị công an mật vụ của Cộng sản Việt Nam bắt ngược trở về. Và hiện nay thì nhân vật thứ hai là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vốn là giám đốc một công ty và đã có hành động hối lộ ở tại khu vực của Đồng Nai. Và Nguyễn Phú Trọng nói rằng bất kỳ một cán bộ tiêu cực tham nhũng nào mà bị hủ hóa cũng như là gia đình của họ khi mà phạm tội vào tham nhũng hoặc là có hành động hối lộ với các cán bộ đảng viên, dù bỏ trốn ra nước ngoài thì ông ta cũng sẽ tìm cách truy bắt và truy tố. Đó là một trong những lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra trong ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã đề nghị cho phía của Hải quan Cộng sản Việt Nam là để cho ít nhất là 5 công ty tiếp tục nhập xăng dầu. Tổng cục Hải quan của Cộng sản Việt Nam đã nhận được đề nghị của Bộ Công Thương, trong đó là có ít nhất 5 công ty nhập xăng dầu vẫn tiếp tục làm việc và để không có làm trở ngại cái nguồn cung cấp về xăng dầu ở trong nước. Các công ty này trước đây đã bị cơ quan hải quan của Cộng sản Việt Nam gây khó dễ, và đồng thời là họ phải trình báo khá nhiều chứng từ khi mà những cái nguồn xăng của họ nhập cảng vào Việt Nam thông qua các cái tàu chở dầu và chở khí đốt thiên nhiên cũng như chở xăng từ các quốc gia xuất cảng. Và điều này dẫn tới việc mà đẩy cái giá xăng dầu đã lên cao ở tại Việt Nam và tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều công ty đã không chịu nổi những cái quy tắc của Cục Hải quan, đặc biệt là cái quy tắc về tình trạng chung chi ở hải quan khi mà các cái tàu xăng dầu này nhập cảng vào trong Việt Nam. Nay thì các công ty này đã ngưng lại việc nhập cảng xăng dầu với lý do là họ không chịu nổi các cái quy tắc được đặt ra bởi Bộ Hải quan của Cộng sản Việt Nam. Và giờ đây thì Bộ Công Thương vì áp lực của công chúng và vì áp lực của phía văn phòng của Phạm Minh Chính đã bắt đầu lên tiếng và yêu cầu phía bộ của hải quan là phải hợp tác và giúp cho tình trạng mà xuất nhập cảng xăng dầu được dễ dàng hơn nhằm đáp ứng với tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại Việt Nam. Cùng một lượt thì Bộ Công Thương cũng ra lệnh là phải xử nghiêm ngặt đối với những cái công ty nào đã ngừng và không bán xăng dầu. Cùng một lượt thì Bộ trưởng Bộ Công Thương là Nguyễn Hồng Diên đã có một cái văn thư yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường và các cái nơi khác là phải tăng cường cái việc trừng phạt giám sát với những cây xăng nào cố tình đóng cửa mà không tiếp tục kinh bán xăng dầu, mặc dù nhiều cây xăng vẫn không còn một giọt xăng nào trong bồn chứa của họ. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Bộ Công Thương nhằm mà họ cho là ngăn cản tình trạng mà đầu cơ về xăng dầu và cố tình làm cho thị trường bị khan hiếm. Đây là một trong những lý do Bộ Công Thương đưa ra, mặc dù họ không nói ra lý do thật sự tình trạng xăng dầu bị hiếm tại Việt Nam, bởi vì không có cái quỹ dự trữ về xăng dầu và đồng thời là giá cả xăng dầu đã lên quá cao ở bên ngoài. Trong khi đó thì những công ty nhập vào thì nhập với giá cao và vận chuyển cao, và cuối cùng thì họ phải bán với giá thấp theo cái xác lệnh của Bộ Công Thương. Do đó thì nhiều công ty đã phải đóng cửa và không muốn hoạt động. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ với lại bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ở bên lề của hội nghị APEC. Và trong đó ông ta lại năn nỉ bà Harris, Kamala Harris, là làm cách nào để mời Joe Biden tới viếng thăm Việt Nam. Xuất hiện ở tại cái hội nghị APEC ở tại Bangkok, Thái Lan, thì Nguyễn Xuân Phúc đã tìm cách gặp gỡ với một số lãnh đạo của những cường quốc trên thế giới, bao gồm luôn cả Hoa Kỳ và kể cả phía của Trung Quốc. Và trong cuộc gặp gỡ với lại bà Phó Tổng thống Kamala Harris, Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức yêu cầu bà mà Kamala Harris là làm cách nào giúp cho Việt Nam có thể mời ông Joe Biden viếng thăm Việt Nam trong cái thời gian tới. Tuy nhiên thì chuyến công du Á Châu lần này của ông Joe Biden hoàn toàn không hề viếng thăm một quốc gia nào, mà ông ta tới Á Châu để dự ba cái hội nghị lớn tại Á Châu, gồm có hội nghị khối G20, hội nghị khối ASEAN và hội nghị của APEC diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên thì phía Cộng sản Việt Nam trước đó đã vận động cho Joe Biden ghé qua Việt Nam trong chuyến đi này, mà Maca và cuộc vận động đã thất bại bởi vì Joe Biden không muốn ghé vào Việt Nam trong giai đoạn này. Và điều này đã dẫn tới việc mà Nguyễn Xuân Phúc sau khi mà gặp gỡ tìm cách bắt tay với bà Kamala Harris đã lên tiếng và yêu cầu cũng như là chính thức năn nỉ bà Kamala Harris là mời ông Joe Biden tới Việt Nam.
Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới việc mà Nguyễn Xuân Phúc đang có mặt tại cái hội nghị APEC ở Bangkok, Thái Lan. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.